thần tài hé lộ bí mật trúng số, ba con giáp giàu bất thình lình, tháng năm âm lịch đổi đời. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, dân gian xưa có câu, đời là vô thường, thế sự khó lường. Quả thực trong kiếp con người sẽ chẳng có ai đoán được ngày mai sẽ xảy ra điều gì. Cuộc sống và vạn vật xung quanh chúng ta từng giờ, từng phút luôn biến đổi theo không gian và thời gian. Không có bất kỳ một sự vật, hiện tượng nào là tồn tại vĩnh viễn, đó chính là vô thường. Cuộc sống này luôn đem đến cho chúng ta nhiều điều bất ngờ và không có gì là không thể xảy ra. Theo các chuyên gia tử vi phương Đông, dựa vào mệnh số con giáp và ngày tháng năm sinh, cùng với sự xem xét dịch chuyển của các sao chiếu mệnh, thì thấy được ba con giáp trong tháng năm âm lịch tới đây được rất nhiều các tinh chiếu mệnh, gặp nhiều điều may mắn, thần tài che chở, ban cho vận may bất ngờ, mà còn được cả thiên địa nhân cùng chúng mà phất lên như diều gặp gió. Vậy trong thời gian tới đây, vận trình của các con giáp sẽ xảy ra những điều gì? Những may mắn nào sẽ xảy đến? Kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay còn được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Vị trí số 1 là tuổi Sửu. Châu vốn là loài động vật hiền lành tốt bụng, sống chan hòa với loài vật xung quanh. Người tuổi Châu trong thực tế không có nhiều toan tính, họ luôn lạc quan, bình tĩnh giải quyết các công việc. Tính cách kiên trì, bền bỉ giúp người tuổi Châu hóa giải khó khăn một cách dễ dàng. Trong khoảng thời gian tới, đường quan lộc của mệnh chủ tuổi Châu rất tốt, cho các cơ hội thăng tiến trong công việc hay tăng lương. Sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, khiến người khác phải cảm phục. Đồng thời, từ đó đổi vận giàu sang, tiền vàng chất đống. Tình cảm cũng có nhiều chuyển biến tích cực, vận đào hoa nở phơi phới với hai chòm sao đào hồng chiếu cung phu thê. Trên phương diện sự nghiệp, xem tử vi tháng 5 âm lịch của 12 con giáp cho thấy rằng, nhờ được các tinh soi chiếu, phương diện sự nghiệp của tuổi Sửu hứa hẹn có nhiều bước chuyển mình mạnh mẽ và dần đi vào ổn định. Đây sẽ là tháng cơ hội liên tục mở ra đối với những chú trâu khi có tám hội xuất hiện. Thời điểm này, bản mệnh phát huy được năng lực, bản lĩnh vững vàng của mình. Cá nhân được tập thể ủng hộ, tài năng được chứng tỏ, tinh thần làm việc hăng say, đạt được thành tích đáng nể. Cho dù còn tồn tại không ít thách thức và khó khăn, song bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều vì có quý nhân luôn ở bên trợ giúp, sẽ chỉ điểm vào lúc thích hợp để bản mệnh đi đúng đường. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bản mệnh hoàn toàn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Hãy mạnh dạn làm theo ý mình, tin tưởng vào năng lực của bản thân. Kết hợp với sự dẫn dắt của quý nhân, bản mệnh sẽ sớm chạm tay tới ánh sáng nơi cuối con đường dẫn tới thành công. Trong thời gian này, còn có thêm nguyệt lệnh lâm đất quan đới, báo hiệu cơ hội thăng tiến không hề nhỏ. Khó khăn trước mắt đều được đẩy lùi, mọi việc hoàn thành đúng tiến độ được cấp trên, người nhận và tặng thưởng xứng đáng. Mọi chuyện đang đi đúng theo quỹ đạo mà bản mệnh mong muốn, bản mệnh rất hài lòng với những gì mà mình đã xây dựng cho tới hiện tại. Tuy nhiên, trong thời gian này vẫn còn những nguy cơ rình rập mà tuổi Sửu không thể chủ quan nếu không muốn công sức bấy lâu thành dã tràng. Tử vi tháng nhận thấy có thể bản mệnh đang phát triển mạnh mẽ quá, sẽ rơi vào tầm ngắm của kẻ xấu bụng, nhất là khi hung tinh thiên quan xuất hiện tiểu nhân sẽ tìm mọi cách để cản trở bước tiến của bản mệnh và không để bản mệnh dễ dàng đạt được mục tiêu. Điều duy nhất bản mệnh có thể làm vào lúc này là hành sự thận trọng, phải tự ý thức về những việc mà mình đang làm, nhìn rõ phương hướng,
đừng để mình không lầm đường, lạc lối, mắc phải cạm bẫy của kẻ tiểu nhân. Về mặt tài lộc, tiếp nối trong công việc, đường tài lộc của tuổi Sửu rõ ràng đã có những khoản thu nhập đáng kể. Tháng này, bản mệnh được tài tinh chiếu mệnh, thực thần trao cho những cơ hội kiếm tiền không nhỏ. Tài lộc của những chú trâu đang trên đà khởi sắc rực rỡ, nguồn thu đến cả chính tài và thứ tài. Nhân cơ hội này, bản mệnh cũng có thể nhờ tới sự giúp đỡ của người thân, bạn bè để mở rộng quy mô và nguồn vốn đang có, từ đó thu về khoản lợi khá lớn. Ngoài ra, trong thời gian này, các mệnh chủ đang làm kinh doanh sẽ tìm kiếm được những mối làm ăn đầy hứa hẹn. Chỉ cần bản mệnh chăm chỉ và quyết tâm thực hiện kế hoạch tiến về phía trước, thì bản mệnh có thể chinh phục được mọi thách thức trong cuộc sống và công việc đặt ra. Với những mệnh chủ đang có kế hoạch khởi nghiệp, mở rộng kinh doanh hay triển khai đầu tư cũng đều có thể tiến hành vào thời điểm này khá phù hợp. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng trong các dự án mới, đặc biệt là ở lĩnh vực mà bản mệnh chưa thực sự quen thuộc. Tốt nhất nên bắt đầu bằng những thứ thật nhỏ rồi đợi tới khi chúng lớn dần lên, bản mệnh cũng đã quen với môi trường đó thì chẳng còn gì phải quá lo ngại. Chính vì vậy, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, mệnh chủ tuổi Sửu hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma, vận hạn luôn rình rập xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp tuổi Sửu tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Vị trí số 2, tuổi Thân. Tuổi Khỉ rất thông minh, linh hoạt, làm việc có tổ chức và vô cùng sáng tạo. Họ là người dám nghĩ, dám làm, chi tiến thủ, biết cách biến nguy thành cơ. Trong công việc, những người tuổi Khỉ luôn làm việc chăm chỉ với tinh thần trách nhiệm cao. Bước sang tháng 5, người tuổi Khỉ sẽ gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ trong công việc cũng như đời sống tình cảm. Đây cũng là thời điểm những nỗ lực của những người tuổi Khỉ sẽ được ghi nhận và đền đáp xứng đáng. Bên cạnh đó, có hai chòm sao hóa lộc và lộc tồn sẽ giúp họ có nhiều cơ hội kiếm tiền trong thời gian sắp tới. Nhờ vậy mà mệnh chủ xóa sạch nợ nần, đổi đời đại gia, giàu có hết phần thiên hạ, khiến người nhìn vào phải ngả mũ thán phục. Trên phương diện sự nghiệp, công việc của tuổi Thân đang có những bước tiến vững vàng. Nhờ có tam hội nâng đỡ, những mối quan hệ xã giao thuận lợi có thể giúp bản mệnh gặp gỡ được quý nhân hoặc có người cùng chí hướng. Người này có thể giúp bản mệnh giải quyết những khúc mắc còn tồn tại trong khoảng thời gian trước đó hoặc vạch ra những hướng đi triển vọng cho tương lai. Cho nên bản mệnh hãy chăm chỉ và làm việc hết mình. Có như vậy mới có thể đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra. Việc được quý nhân giúp đỡ chỉ là một phần. Quan trọng là chính tuổi Thân phải biết nắm bắt cơ hội thuộc về mình. Trong thời gian này, mệnh chủ còn trẻ sẽ luôn cảm thấy hăng hái, tràn đầy sức sống mỗi khi bắt tay vào công việc. Chính sự nhiệt tình và hăng hái này sẽ giúp bản mệnh ghi điểm cho mắt cấp trên. Bản mệnh có thể được phân công nhiệm vụ quan trọng, nếu như hoàn thành tốt thì cơ hội thăng tiến nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, tử vi còn cho thấy dưới tác động của gió mùa, bản mệnh cảm thấy rất mệt mỏi. Bản mệnh cũng không thích tham gia các hoạt động xã giao và không muốn cố gắng. Nếu bản mệnh không chấn chỉnh tinh thần của mình và không chịu cố gắng thì sẽ tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình. Bên cạnh đó, Nguyệt Mã Cát Tinh còn phù trợ cho công việc của tuổi Thân phát triển rực rỡ. Vì vậy, đừng lo lắng rằng sự cố gắng của mình là vô ích. Sự cố gắng của bản mệnh luôn được mọi người ghi nhận và cấp trên đánh giá cao. Chỉ cần bỏ công sức thì chẳng lo không nhận được phần thưởng trong tương lai. Về mặt tài lộc, trong thời gian này, tuổi Thân sẽ có những điểm sáng rực rỡ. Chắc chắn là bản mệnh sẽ kiếm được một khoản kha khá và hoàn toàn xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Tam hội giúp bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa và bản mệnh sẽ được giới thiệu cho những cơ hội thích hợp để có thể mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, thậm chí được tiếp xúc với những khách hàng đối tác triển vọng. Dịch Mã còn cho thấy bản mệnh có thể sẽ phải chạy ngược, chạy xuôi, thậm chí làm việc vất vả và ít được nghỉ ngơi hơn người khác.
Nếu muốn kiếm được một khoản tiền kha khá, bản mệnh sẵn sàng đánh đổi thì sẽ được sở hữu một khối tài sản khiến người khác ngưỡng mộ. Ngoài ra, điều đáng mừng là tất cả số tiền mà bản mệnh kiếm được vào trong khoảng thời gian này đều dựa vào công sức của chính bản thân. Bản mệnh có thể hoàn toàn yên tâm và tự hào vì những gì mà mình đã làm được và đạt được. Bản mệnh đã bước những bước tiến vững chắc trên con đường phát triển của mình. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý là dưới tác động của nguyên lệnh lâm bệnh, bản mệnh có thể sẽ phải tốn một khoản cho vấn đề sức khỏe của mình. Nếu muốn hạn chế điều này, bản mệnh cần phải giữ bên mình một cơ thể khỏe mạnh ngay từ bây giờ. Nếu thấy cơ thể không ổn, bản mệnh nên đi khám ngay, chứ không nên chần chừ, do dự, khiến bệnh tật ngày một trở nặng. Đặc biệt, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ như một tấm bùa, hộ thân, bảo vệ và tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Vị trí cấp 3, tuổi Dậu. Những người tuổi Dậu trời sinh đã có tính cách vui vẻ, sôi nổi, năng động và nhiệt huyết trong mọi công việc. Họ cũng là người có tinh thần trách nhiệm rất cao. Do đó, trong công việc, người tuổi Dậu luôn được đồng nghiệp tin tưởng, lãnh đạo giao phó cho những nhiệm vụ quan trọng. Tử vi năm 2021 dự báo trong tháng 5 âm lịch, người tuổi Dậu sẽ có vận may bất ngờ bởi trong sao thiên quý chiếu mệnh, đặc biệt là trong công việc. Theo tử vi, tháng 5 là thời điểm tốt để những người tuổi Dậu bắt đầu phát triển một mối quan hệ mới. Lộc tiền tài sẽ đến với mệnh chủ một cách bất ngờ, sự nghiệp và cuộc sống đều suôn sẻ, hanh thông. Bản mệnh sẽ có nhiều tin vui từ phương xa đưa đến, cuộc sống từ nay về sau không cần phải lo nghĩ. Sự giàu sang sung sướng vây quanh khiến cho tuổi Dậu muốn khổ cũng không được. Về phương diện sự nghiệp, tử vi năm 2021 nhận thấy rằng đường công danh sự nghiệp của tuổi Dậu trong tháng 5 âm lịch đang có bước tiến đáng mong đợi. Nguyên lệnh lâm đất đế vượng, thời gian này vận quý nhân của tuổi Dậu khởi vượng, làm gì cũng sẽ tìm được quý nhân giúp sức. Các kế hoạch mà bản mệnh đề ra đều được đánh giá cao. Các dự án lập tức được phê chuẩn để tiến hành, có nhiều lời khen ngợi bởi những suy nghĩ táo bạo và độc đáo của bản mệnh. Thời gian này, cát khí lan tràn rất phù hợp cho việc tiến hành những dự án hay kế hoạch mới. Mọi việc hành thông chân chu, hứa hẹn nhiều điều bất ngờ, đầu xuôi, đuôi lọt ngay từ đầu tháng, vạn sự cát lành, nhiều tin mừng ập đến. Như vậy hứa hẹn vận trình cả năm sẽ vô cùng hành thông. Thời điểm này, những chú gà càng chủ động bao nhiêu thì càng dễ gặt hái được thành công. Bản mệnh có thể tham khảo thêm ý kiến của những người đi trước để có thể tích lũy được thêm kinh nghiệm, tránh những sai sót không đáng có. Tuy nhiên, trong tháng có thiên hình hung tinh tàng ẩn, kẻ tiểu nhân quậy phá, không thể không đề phòng. Bản mệnh cần chú ý trong lời ăn tiếng nói, cẩn trọng trong các mối quan hệ. Dường như những bước thăng tiến quá nhanh sẽ khiến tuổi Dậu trở thành cái gai trong mắt mục tiêu để tiểu nhân quấy phá. Cho nên mệnh chủ làm gì cũng nên khiêm nhường, đừng hống hách quá mức, kẻo mang họa vào thân. Những trở ngại ban đầu sẽ sớm qua nhanh, quý nhân sẽ giúp bản mệnh thêm phần minh mẫn và tỉnh táo. Cộng thêm năng lực và sự nhạy bén vốn có nên bản mệnh vẫn có thể xử lý mọi chuyện đâu vào đó, không ảnh hưởng đến cục diện. Về mặt tài lộc, theo tử vi tuổi Dậu năm 2021 cho thấy tình hình tài chính có dấu hiệu khởi sắc, nhiều mệnh chủ được gia tăng nguồn thu về kinh doanh nhờ có hậu thuẫn và phát triển bất chấp khó khăn ở hiện tại. Thế nhưng đừng vì những gì đang diễn ra mà tự phụ, không được chủ quan, luôn phải cẩn trọng với những người mời đầu tư thời gian này khi thị trường đang đi xuống. Nếu bản mệnh dành thời gian học hỏi thêm thì sẽ biết rằng thời gian này ai cũng ưu tiên việc đảm bảo an toàn số tiền của mình đang có hơn là đầu tư. Nói như thế không có nghĩa là không có cơ hội. Tháng này bản mệnh cần tìm hiểu kỹ và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình. Nhìn chung, tháng 5 âm lịch này mệnh chủ không gặp rắc rối nào liên quan đến tiền bạc.
miễn là bản mệnh kiểm soát được tình hình trong khả năng của mình, đi theo kế hoạch đã đặt ra thì một chút chi phí phát sinh cũng không là điều gì đáng lo ngại. Ngoài ra, để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn, có thể phát triển vượt trội trong thời gian này, thì mệnh chủ tuổi Dậu nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hành thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.